Gà bắt đầu vẫn sống hơn một tuần được nhà sư Thái Lan nhận nuôi. Vào đầu tuần này, khắp các trang tin trên thế giới đều xôn xao trước thông tin về một chú gà bắt đầu vẫn sống được hơn một tuần và được một bác sĩ thú y tốt bụng chăm sóc. Chú gà phi thường được tìm thấy ở quận Muang, Ratchaburi, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Nay đoạn clip mới về sinh vật đáng kinh ngạc trên tiếp tục gây bão mạng xã hội. Trong đoạn clip, có thể thấy các nhà sư đang cho gà ăn bằng một ống tiêm. Đoạn video thu hút gần 400.000 lượt xem chỉ trong vài ngày. Theo truyền thông địa phương, những nhà sư tốt bụng sống trong một ngôi chùa gần nơi chú gà được phát hiện đầu tiên. Một tài khoản tên Nobon đã chia sẻ câu chuyện kỳ lạ và bổ sung rằng các bác sĩ thú y chăm sóc cho chú gà nhận được rất nhiều đóng góp từ các nhà hảo tâm. Được biết, bác sĩ Subhakadi Arunthon là người đầu tiên cho chú gà ăn bằng cách đưa thức ăn vào cổ và tiêm thuốc kháng sinh. Con vật này vẫn còn sinh mạng. Vì nó muốn sống nên chúng tôi cho nó ăn, nữ bác sĩ nói và gọi chú gà là một chiến binh thực thụ. Theo lời bà Subhakadi, chú gà có vẻ ngoan ngoãn và phản ứng rất tốt. Hiện vẫn chưa rõ chú gà gặp phải tai nạn gì dẫn đến mất đầu, nhưng một số người dân ở địa phương đoán rằng có lẽ nó bị con vật khác tấn công. Trước đó, con gà sống lâu nhất mà không có đầu là chú gà Mai. Nó sống 18 tháng sau khi bị chặt đầu ở Mỹ từ năm 1945 đến năm 1947. Tháng 9 năm 1945, Lloyd Ogden và vợ là Lara bắt một con gà trong trang trại để làm thịt. Như thường lệ, Ogden sẽ chặt đầu con gà trong khi vợ ông lo phần làm lông. Mọi chuyện diễn ra như bình thường cho tới khi Ogden phát hiện một trong 50 con gà mà mình vừa chặt đầu bằng rìu có phản ứng lạ. Nó không những không chết mà còn nhổm dậy chạy loanh quanh khắp vườn. Tưởng rằng chú gà chỉ có thể cầm cự được vài giờ, Ogden đặt nó bên trong một cái hộp ở trang trại. Nhưng sáng hôm sau, cả vợ và ông đều không khỏi bất ngờ khi phát hiện con gà vẫn còn sống. Nhát diều của ông Ogden lấy đi phần mỏ, mặt, hai mắt và tay của Mai. Nhưng có thể chỉ 80% khối lượng bộ não cũng như các dây thần kinh điều khiển các chức năng cơ bản con gà như nhịp tim, thở, cảm giác đói và tiêu hóa gần như còn nguyên vẹn, ông Maudet phân tích. Người ta cho rằng rất khó để tạo ra một mai thứ hai bởi vết chém khi đó là quá hoàn hảo và một cục máu đông xuất hiện kịp thời đã giúp con gà không bị mất máu. Ban đầu câu chuyện về chú gà không đầu này chỉ được người dân địa phương truyền tai nhau, nhưng chẳng mấy lâu sau nó đã trở nên nổi tiếng trên khắp nước Mỹ. Báo giới cũng vào cuộc, nhiều trang tin lớn nhỏ cử phóng viên tới phỏng vấn Ogden về chú gà không đầu có tên Mai của ông. Biết chú gà của mình được đặc biệt chú ý, Ogden đưa chú gà Mai đi trình diễn trên khắp nước Mỹ. Hành trình này thậm chí còn được bà Lara ghi nhận cẩn thận trong một cuốn sổ được lưu lại cho đến ngày nay. Những chuyến lưu diễn dài ngày cũng khiến sức khỏe của Mai không còn được đảm bảo. Nó thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe khi chất nhầy ở phần khí quản tiết ra khá nhiều, gây ngạt thở. Đến năm 1947 khi đang lưu diễn ở Phoenix, Mai qua đời vì do chết ngạt bởi ông Ogden và vợ không kịp hút dịch trong cổ con gà vì để quên xi lanh. Mặc dù vậy, việc một chú gà mất đầu có thể duy trì sự sống trong một năm rưỡi cũng khiến giới khoa học khi đó xôn xao. Cóc không đầu sống khỏe mạnh khiến giới khoa học bối rối. Con cóc trưởng thành có một cơ thể cân đối nhưng không có đầu vẫn sống trong khu rừng ở bang Connecticut, Mỹ khiến nhiều người kinh hoàng. Theo tờ Daily Mail, con cóc không có mắt, mũi, hàm, lưỡi và chỉ có một lỗ nhỏ nơi lẽ ra là miệng. Nhà nghiên cứu sinh vật học Dimilin thuộc Đại học Massachusetts tại Amherst, Mỹ đã phát hiện ra cá thể cóc lạ vào năm 2016. Khi hình ảnh về con cóc lạ được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận và giới khoa học, mọi người đều sửng sốt và một cuộc tranh luận cãi ra về lý do vì sao con cóc không có đầu nhưng vẫn phát triển bình thường, sống đến khi trưởng thành như vậy. Một số giả thuyết cho rằng con cóc bị mất đầu này do bị ký sinh trùng ăn mất hoặc do bị chuột gặm nhấm mất đầu. Tuy nhiên, Lê Minh cho rằng con cóc này không hoàn toàn mất đầu mà do có thể là do biến đổi gen.
Jimmy Lin chia sẻ, đầu tiên tôi nghĩ nó bị kẻ săn mồi tự nhiên tấn công gây ra thương tích nặng, nhưng con gốc này lại vẫn hoạt động bình thường. Chúng là một loài lưỡng cư có khả năng phục hồi rất cao. Theo các chuyên gia, những loài lưỡng cư như cóc, ếch là động vật máu lạnh và chúng cần ngủ đông để sống sót qua mùa đông băng giá. Cơ thể chúng sẽ sản sinh những tinh thể băng, làm chậm nhịp tim và ngừng thở cho tới khi nhiệt độ tăng lên trên mức đóng băng. Trước đây, trên thế giới từng chứng kiến trường hợp một chú gà mai bị mất đầu nhưng vẫn tiếp tục sống sót trong 18 tháng. Hiểu chuyện con vịt theo chủ như hình với bóng. Sau khi ông Văn bàn với vợ về việc Tết đến sẽ làm thịt chú vịt đang nuôi, con vịt này bỗng dưng đi theo chủ nhà không rời nửa bước. Hơn một tháng qua, người dân thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạch Trì, tỉnh Sóc Trăng thường thấy một con vịt suốt ngày đi theo chủ là ông Sơn Văn, 49 tuổi, ngụ ấp Kinh Ngay 1. Đây là con vịt chống, lông trắng nặng khoảng 3kg được ông Văn nuôi nửa năm qua. Ông Văn cho biết 4 tháng trước con rể của ông nông dân này đi làm xa nên gửi con vịt và một số chim cảnh cho cha vợ chăm sóc. Lúc đó con vịt này nặng khoảng nửa kg, hai chân co cóp vì bị nhốt 2 tháng liền. Từ khi được ông Văn thả rong sau vườn, chân vịt này cứng cáp trở lại và lớn nhanh. Gần đến Tết Mậu Tuất, vợ chồng ông Văn là bà Trần Thị Nga bàn với chồng làm thịt con gia cầm. Tôi nói với vợ là vịt to lắm, làm thịt hai người ăn không hết, chờ đến Tết, mấy đứa con đi làm xa về thì làm thịt để mọi người cùng ăn. Không hiểu con vịt nó nghe tôi dọa làm thịt nên sợ hay không, nhưng một ngày sau nó cứ ra nhà trước và đi theo tôi suốt ngày, ông Sơn Văn kể. Thấy vịt cứ quanh quẩn dưới chân, ông Văn nhốt lại thì con vịt kêu la, sau khi thả ra con vịt chạy theo ông Văn lúc nông dân này ra đồng. Những ngày sau đó, ông Văn qua nhà hàng xóm chơi, ra chợ uống cà phê thì con vịt cũng lẹo đẻo theo sau khiến nhiều người thích thú. Ngày nào tôi ra chợ, con vịt cũng đi theo, bà con ở chợ ôm nó lại thì vịt kêu và vỗ cánh dữ dội, họ buông ra thì nó chạy nhanh theo tôi, người đàn ông Khmer chia sẻ. Từ ngày con vịt làm bạn, ông Văn cho vịt vào nhà, nhốt trong lồng cạnh nơi ông ngủ, người chủ còn đốt nhang xua mũi cho con vịt mà ông cho là có duyên từ kiếp trước. Theo ông Văn, ở nông thôn, gà vịt là món ăn thường xuyên, nhưng từ khi con vịt theo ông thì ông nông dân này ngán thịt vịt. Vợ chồng ông thống nhất không làm thịt con vịt này mà tiếp tục nuôi. Một tuần trước, có người đến nhà ông Văn hỏi mua con vịt với giá 10 triệu đồng, nhưng chủ nhân không bán. Bây giờ vợ chồng tôi xem con vịt như người thân trong nhà nên ai mua bao nhiêu cũng không bán. Có một đài truyền hình ở thành phố Hồ Chí Minh điện thoại nhờ tôi mang vịt lên đó để họ quay phim, nhưng tôi từ chối vì dọc đường vịt chết thì tội cho nó, ông Văn nói. Trò chuyện với Jin.vn, một chuyên gia nghiên cứu về các loài động vật ở Đồng Nai cho biết gà vịt là vật nuôi gần gũi với con người nên dễ thuần.
Đối với con vịt đi theo ông Văn như hình với bóng, thì chuyên gia này nói có những con vịt khi thấy người thường cho nó ăn thì nó tưởng là mẹ. Vậy là nó cứ đi theo để mong có được thức ăn, chứ không kỳ lạ gì.